Chứng kiến Cristiano Ronaldo tỏa sáng và trở thành ngôi sao bóng đá số 1 hành tinh, một số người lại nhớ đến người cha quá cố Denis Avero của siêu sao Bồ Đào Nha. Họ nhớ về những chuyện xưa thật xưa, những điều chưa từng công bố về người đàn ông nát rượu mà đến cậu con trai siêu nổi tiếng của ông cũng chưa thực sự hiểu hết. 1. Ông bố bệ rạc. Những người hoài cổ ở đây là những cựu chiến binh người Bồ Đào Nha từng chung một chiến hào với ông Denis Avero bên châu Phi. Trong đó thân thiết nhất với Avero phải kể đến Alberto Martins, bạn nối khố và cũng là người đói rét cùng nhau với nhân vật có con trai là cầu thủ nổi tiếng bậc nhất thế giới bây giờ. Martins và Avero lớn lên cùng nhau tại vùng Madeira, Bồ Đào Nha. Họ lên đường sang châu Phi chiến đấu vào ngày 4 tháng 9 năm 1974. Đôi bạn nối khố cùng những binh lính khác sang Angola trong giai đoạn cuối của cuộc chiến giành độc lập của quốc gia vốn bị ách độc tài của Bồ Đào Nha đô hộ. Nên chẳng phải vô cớ mà Martins nay làm nhân viên chạy bàn cho một quán cà phê nhỏ ở thành phố Funchal, Madeira, tự nhận ông hiểu Avero còn hơn các thành viên trong gia đình Ronaldo. Lâu nay, mọi người vẫn ấn tượng rằng ông bố của CR7 là người đàn ông nát rượu. Avero qua đời ngày 6 tháng 9 năm 2005 vì bệnh ung thư gan khi mới 52 tuổi. Bộ phim tài liệu của CR7 từng gây xôn xao hồi cuối năm ngoái kể Avero chưa bao giờ đánh đập con cái mình. Song có một lần quá chén, ông có nói chuyện bằng tay chân với vợ ông, tức là bà mẹ Dolores của CR7. Nhưng thực sự mà nói, CR7 cũng phải thừa nhận anh chưa kịp hiểu hết về cha mình. 2. Nạn nhân của thời cuộc. Martins kể trên ESPN rằng sau khi chế độ độc tài sụp đổ ở Bồ Đào Nha vào ngày 25 tháng 4 năm 1974, cuộc chiến giành độc lập của Angola về cơ bản đã khép lại. Khi Martins cùng Avero theo tiểu đoàn 4910 bay sang Angola sau mốc sụp đổ ấy không lâu, cả hai bên chiến tuyến đều ngầm hiểu phía Bồ Đào Nha đã thua. Tiểu đoàn 4910 sang Angola chỉ với nhiệm vụ ngăn các phiến quân địa phương tranh giành lẫn nhau hoặc hộ tống những đoàn xe tải chở thực phẩm qua những con đường găm đầy mìn. Martins chia sẻ, nếu bảo rằng Denis và chúng tôi suy sụp tinh thần vì chuyện bắn giết thì hoàn toàn sai, đó không còn là chiến tranh nữa, tôi chắc rằng chẳng binh sĩ nào trong tiểu đoàn của chúng tôi phải bắn giết ai cả. Cựu binh Jose Manuel Quenho thuộc đại đội 2 trong tiểu đoàn 4910 cũng tâm sự trên ESPN rằng với thế hệ của ông, Martins và Avero ngày ấy thì điều kiện sống có ảnh hưởng lớn hơn, tiêu cực hơn tới họ. Quenho kể, chúng tôi thường xuyên bị đói, có nhiều bữa mỗi người chỉ có vài mẩu bánh mì, trời thì nóng như thiêu như đốt, đến mức là uống nước lã mà cứ như là uống nước vừa đun sôi. Binh sĩ chúng tôi chỉ có thú vui duy nhất uống bia lạnh, loại bia Kuka của Angola được nhét đầy trong các tủ lạnh, nên chúng tôi uống bia lạnh thay nước. Giờ cứ mỗi lần uống bia, chúng tôi lại nhớ đến Angola. Ngày 8 tháng 10 năm 1975, sau 13 tháng vạ vật bên Angola, tiểu đoàn 4910 trở về Madeira trên chiến hạm Niassa. Khi vừa trông thấy đất liền, lắm binh sĩ mừng tới độ, họ nhảy luôn ra khỏi tàu, bơi thẳng vào bờ. Nhưng với Avero, Martins hay Quenho, chiến tranh khép lại, cuộc chiến khác vẫn còn. Họ phải đối mặt với cuộc chiến mới mang tên cơm áo gạo tiền. Họ không kiếm được việc làm, không biết đào đâu ra tiền để lo cho vợ con. Nhiều người tìm đến rượu để giải sầu. Avero là người ngập vào rượu sâu nhất. Quenho kể tiếp, Denis vừa túng đói vừa bế tắc. Ông ấy chỉ biết tìm đến hơi men để giải tỏa. Ông ấy chẳng có xu nào trong túi, nhưng vẫn có rượu để uống. Denis nài nỉ bạn bè mua rượu cho mình. Triền miên vùi mình vào hết cơn say này tới cơn say khác, Avero lại nhớ Angola. Nhớ quay quắt quãng thời gian ông và mấy anh em vào sinh ra tử mà sống như bầy thú hoang trên đồng cỏ châu Phi. Đói thì đi săn, mệt thì ngủ, không ràng buộc gì, không vướng bận gì, Avero lại uống. Sau đó, tìm được một chân lo các việc vặt cho đội bóng địa phương, Avero vẫn nát rượu. 3. Niềm tin vào CR7. Cả Martins và Quenho đều cho biết, ngay cả những lúc nát rượu nhất, Avero vẫn luôn vững tin rằng con trai ông sẽ thành tài. Avero tự nhận đời ông đã thất bại, nhưng đời CR7 sẽ khác. Avero tin CR7 sẽ là phần bù cho cuộc đời của ông, sẽ bù đắp được cho gia đình ông. Martins nhớ lại,
Lần nào gặp chúng tôi, Dennis cũng quả quyết rằng con trai ông sớm hay muộn cũng sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thú thực mà nói, hồi ấy chúng tôi chỉ toàn phì cười, bảo ông ấy hoang tưởng. Nhưng Dennis thì chưa bao giờ lộ vẻ đùa cợt cả. Ông ấy đặt trọn niềm tin vào Cristiano. Coelho thì kể, khi CR7 dần thành tài, Abero không muốn thành gánh nặng cho anh, càng không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của mình. Với quan điểm ai có cuộc sống riêng của người nấy, Abero rất hiếm khi sang Manchester sau khi CR7 khoác áo Man United. Ông cũng không chịu báo cho CR7 biết tình hình sức khỏe của mình xấu đi trông thấy. Đến khi CR7 đưa Abero sang Anh điều trị tại bệnh viện tối tân nhất ở London thì mọi việc đã quá muộn. Abero qua đời ngày 6 tháng 9 năm 2005 khi chưa kịp chứng kiến CR7 trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. 4. Bán áo đấu của con trai lấy tiền mua rượu. Ông bạn nối khố Martins của Abero kể rằng có giai đoạn Abero nát rượu tới mức ông bán hết những gì có thể thu được tiền để đi mua rượu. Đến mức mấy chiếc áo đấu Man United mà CR7 mang về nhà hồi anh mới đầu quân cho Quỷ Đỏ, ông cũng bán. Tuy có lần thèm tí cay cay đến mức bán cả áo đấu của con trai và có đôi lần vũ phu với vợ, Abero vẫn được mọi người xung quanh nhận xét là người điềm tĩnh và lành tính, thường xuyên nát rượu nhưng ông hầu như không bao giờ gây sự với người khác hay mượn chén ăn nói lung tung. Vừa rồi là 4 bí mật về người cha nát rượu của Ronaldo có thể bạn chưa biết. Bạn có thích video này không? Nếu thấy hay và thú vị, hãy để lại một like và comment cho chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.